Hello, xin chào các bạn quay trở lại kênh YouTube của mình. Và ngày hôm nay thì bắt đầu lại cái số đi phỏng vấn mọi người ở trên phố đi bộ. Thì mình đang có hai con của Nam, đó là Dolce & Gabbana Light Blue Forever và Light Blue Intense. Và chúng ta cùng nhau xem mà hai cái mùi hương này mọi người sẽ thích cái mùi hương nào hơn nha. Bắt đầu thôi. Mình đang có hai cái mùi hương này cho Nam ấy. Mình muốn xin cảm nhận các bạn. Không có sao đâu mà, đeo khẩu trang mà, sợ gì. Không phải sợ gì. Đấy, và mình đã xịt ra giấy rồi. Hai bạn có thể cầm, mỗi bạn mà cầm một tờ cơ. Mình đã xịt ra giấy rồi, các bạn có thể ngửi luôn. Các bạn đổi với nhau xem các bạn thích cái mùi hương nào hơn. Con đấy hả? Đây để mình xịt lại cho. Quan trọng là mình thích mùi nào thôi. Không cần là phải quá là hiểu biết về nước hoa, quan trọng là mình thích cái mùi nào. Tại vì mình làm phỏng vấn nó khách quan ấy. Thì mình muốn hỏi xem các bạn thích cái mùi nào hương nào hơn. Các bạn thích mùi hương nào hơn? Thích mùi này hơn nhỉ? Bạn nữ thích mùi nào? Em thích mùi này hơn đấy. Ok. Thì đây là mùi bạn nam thích, còn đây là mùi bạn nữ thích. Rồi mình cảm ơn hai bạn nhé. Rất là cảm ơn hai bạn. Anh đang có hai cái mùi hương cho Nam ở đây. Thì anh là muốn xin cảm nhận của bọn em thì em sẽ thích cái mùi hương nào hơn. Dạ. Đây, anh đã xịt ra giấy rồi. Em cứ cầm giấy đi. Anh đã xịt ra giấy sẵn rồi. Hai người ngửi xong rồi đổi cho nhau. Là mọi người thích cái mùi hương nào hơn? Thích mùi này hơn. Em thích mùi này hơn nhỉ? Thế còn bạn, thế còn em? Này. Em thích mùi đấy hơn. Cái lý do vì sao em thích cái mùi hương này? Mùi này nhẹ vừa phải, mùi này nó hơi nồng nhưng mà kiểu nó sắc hơi nồng ấy. À, cái mùi này nó lại hơi nồng ấy hả? Có sự thích của em. Thế con em? Sao lại thích mùi hương này hơn? Thiên nhiên hơn ấy, em mùi cảm giác kiểu nó gần gũi hơn nhẹ nhàng, nó vừa phải em. Ok, thế đây là mùi hương mà em thích. Anh cảm ơn hai em nhá. Sorry anh em, tại vì đoạn này mình bị mất mic ấy. Đoạn này thì mình pin cái mic của mình bị hỏng nên là nó bị mất tiếng, thì mình sẽ sắp cho anh em để cho anh em dễ nghe. Ngoài mình cho bạn nam và bạn nữ ngửi cả hai mùi thì cả hai bạn ấy đều thích con Light Blue Intense, tại vì các bạn bảo là mùi nó dễ chịu hơn và không bị nồng bằng. Thế thì ở cái phỏng vấn hai bạn này thì Light Blue Intense lại giành chiến thắng. Đây chính là lúc mà tôi ưng nhất cái đoạn trong video này. Tiếc là tôi lại vẫn bị anh em ạ. Tại vì sau khi phỏng vấn bạn này xong, mình có xem lại thì mình mới phát hiện rằng là mình bị mất mic. Đấy, cái đèn đang nháy nháy ở quần kìa. Thì nó có một cái cục nữa ở trên cái phần máy, nhưng mà cái cục ở trên phần máy thì nó mất. Tại vì bạn cameraman của mình cũng là người mới nên bạn ấy không để ý lắm. Đấy, ba bạn này thì phỏng vấn ba bạn thì có hai bạn thích mùi của Light Blue phiên bản Forever. Còn một bạn, đấy, đây là bạn mặc áo 2 dây này thì bạn ấy thích cái mùi Light Blue Intense, bạn ấy nói rằng cái mùi hương này giống với mùi của X-Men Romano nên là bạn ấy rất là thích, tại vì bạn ấy rất là thích cái mùi hương đấy. Và đây là người chiến thắng trong ngày hôm nay. Anh em còn đang lăn tăn cái gì nữa? Nhưng mà mình thì mình vẫn thích con Forever hơn. Còn mọi người thì sao? Hãy để lại bình luận ở phía dưới nhá. Và chúc anh em buổi tối tốt lành, và đừng quên like, subscribe và ấn nút chia sẻ để thấy video hay nhá. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.